Tại cuộc họp đã đánh giá công tác phối hợp, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ đối với hai dự án của công ty Vinamilk, gồm dự án tổ hợp trang trại sinh thái bò sữa công nghệ cao, gọi tắt là dự án Thiên đường sữa Mộc Châu và dự án nhà máy chế biến sữa công nghệ cao. Về tiến độ triển khai các dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập tổ công tác và các tổ giúp việc hỗ trợ các thủ tục thực hiện dự án của Vinamilk. Các đơn vị phía Vinamilk đã phối hợp với các đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ về thủ tục điều chỉnh quy hoạch chung khu du lịch quốc gia mộc châu ra soát phối hợp chuẩn bị nội dung điều chỉnh quy hoạch phân khu quy hoạch đô thị mộc châu quy hoạch khu bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp đặc trưng của huyện mộc châu ra soát các hộ dân trong khu vực dự án xây dựng phương án di chuyển các hộ dân đảm bảo theo luật chăn nuôi Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị các sở ngành liên quan của tỉnh xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, phấn đấu khởi công xây dựng dự án Thiên đường sữa Mộc Châu vào trung tuần tháng 5 năm 2022.